khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền do công ty cổ phần Sinex làm chủ đầu tư, từ lâu đã là một điểm đến xanh với các doanh nghiệp mong muốn sản xuất, kinh doanh tại thành phố Hoa Phượng Đỏ. Sức hút của khu công nghiệp Nam Cầu Kiền không chỉ nằm ở những chính sách ưu đãi hấp dẫn, mà quan trọng hơn đó là không gian xanh, không gian văn hóa đậm nét, được cựu chiến binh tiến sĩ luật sư Phạm Hồng Điệp và các cộng sự dày công vun đắp trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, và nền tảng để chọn lực Sinex và Nam Cầu Kiền trong tiến trình phát triển. Phải nói tới những cơ duyên và lời căn dặn đầy tâm huyết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ hai bức thư Đại tướng gửi doanh nhân Phạm Hồng Điệp, trong đó nhấn mạnh tới yếu tố phải phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền đã đặc biệt chú trọng xây dựng chiếc lý xanh trong sản xuất, kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư có chọn lọc. Văn no vận nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Tinh thần di sản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa vào chiến lược phát triển của Sinex và Nam Cầu Kiền. Đó là trục văn hóa xuyên tâm, là động lực thúc đẩy doanh nhân Phạm Hồng Điệp cùng các cộng sự quyết tâm xây dựng khu công nghiệp sinh thái do người Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong khuôn viên xanh mát của khu công nghiệp sinh thái, không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên diện tích 3 ha được xây dựng, biểu lộ rõ nét sự biết ơn, là động lực cho sự phát triển xanh bền vững của Nam Cầu Kiền. Đó là khu vườn kỷ vật có khuôn viên rộng khoảng 5.000 m², nơi đây có đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là địa chỉ tâm linh để mọi người thắp nén tâm nhang nhớ về vị đại tướng của nhân dân khi đến với Hải Phòng. Tại đây, hai bức thư Đại tướng gửi riêng cho doanh nhân Phạm Hồng Điệp để khích lệ doanh nhân trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ môi trường vào năm 2008 và 2010 đã được khắc trang trọng lên bia đá đặt tại khu vườn, như một lời khẳng định rằng những lời dặn dò này sẽ mãi trường tồn với thời gian. Xa xa là quảng trường cây đa Tân Trào, tái hiện các địa danh lịch sử như mái đình Tân Trào, hoàn toàn được liên kết, xây dựng bằng cây xanh như sự khẳng định thống nhất về một khu công nghiệp xanh của Sinex và Nam Cầu Kiền. Nơi đây còn có tượng Bác Hồ cùng Đại tướng và các chiến sĩ hành quân, góp phần lưu giữ giá trị lịch sử sống động, đồng thời thể hiện tinh thần phát triển cảnh quan sáng tạo gắn với bảo vệ môi trường. Đi dọc theo tuyến đường số 7 dọc bóng cây xanh trong khu công nghiệp là khu nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không gian của rừng cây kèn hồng, cây đa, mũi tre xanh, không gian nhà lưu niệm lưu trang trọng, lắng mình hơn. Bởi nơi đây là nơi lưu giữ trưng bày những cuốn sách, những kỷ vật gắn liền với Đại tướng do doanh nhân Phạm Hồng Điệp kỳ công sưu tầm và bảo tồn. Những bức ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc của vị đại tướng từ trong thời chiến sang thời bình, từ những sự kiện trọng đại của quốc gia, dân tộc đến những khoảnh khắc đời thường nhất trong cuộc sống được trưng bày tại nhà lưu niệm. Đối diện ngay khu vực nhà lưu niệm là xa hình trận địa Điện Biên Phủ được xây dựng với tỷ lệ 1/10.000. Đây là không gian tái hiện lại trận địa của cuộc chiến đấu 5-6 ngày đêm của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Mô hình của các căn cứ điểm quan trọng của chiến dịch như đồi A1, đồi Độc Lập, đồi Thanh Lang, sân bay Mường Thanh, hầm The Cattery. Toàn bộ khuôn viên xa hình được phủ bóng mát bởi 37 cây đa lớn, biểu trưng cho việc năm 37 tuổi, Võ Nguyên Giáp được phong hàm đại tướng. Trong số 37 cây đa đầu tiên được trồng là do chính đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời tặng cho doanh nhân Phạm Hồng Điệp năm 2010. Cây được đánh từ vườn nhà đại tướng ở số 30 phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Toàn bộ không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp này được xây dựng như là sự tri ân của công ty cổ phần Sinex, của doanh nhân Phạm Hồng Điệp cùng các đối tác khách hàng tới vị đại tướng, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, đã được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với những giá trị văn hóa, lịch sử đáng trân trọng, không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền đã đưa nơi đây thành khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam tạo tiểu cảnh không gian văn hóa Đại tướng. Đến với Nam Cầu Kiền hôm nay, mỗi người như đắm mình vào không gian xanh, thấm đẫm triết lý kinh doanh trên đất trả lại cho đất của Sinex, đem đến một niềm cảm hứng bất tận cho mọi người, biến điều không thể thành điều có thể. Cũng chính nhờ đó, các áng văn thơ, các bài hát được phổ nhạc của doanh nhân Phạm Hồng Điệp ra đời, tạo nên một tài sản văn hóa phong phú, động viên người lao động hăng say làm việc, hăng say sáng tạo. Những khát vọng, những thông điệp, những suy nghĩ cùng những hành động của ông Phạm Hồng Điệp và các thành viên của gia đình Sinex đã đang và sẽ mang lại màu xanh sinh tồn, màu xanh khát vọng, màu xanh hạnh phúc. Không chỉ ở khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền mà còn lan tỏa cho đất nước Việt Nam của chúng ta những chồi non nồng biếc ngày càng tươi đẹp.